thưa quý vị và các bạn hôm nay minh hải miền đông trở lại để gửi tới quý vị các bạn với một câu chuyện vô cùng cay đắng và xót xa đối với một cặp vợ chồng và tôi cũng mong rằng đây là một câu chuyện hay để quý vị lắng nghe bình luận và chia sẻ sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại sao anh ấy lại phải dựng cả một màn kịch lỏng lẻo đến như vậy chứ? Sau 3 năm hôn nhân không con cái, tôi dần nhận ra cuộc sống vợ chồng không màu hồng như bản thân từng nghĩ những vết nứt của mối quan hệ dần hiện ra rõ hơn khiến tôi đau lòng từng ngày trăn trở và nhiều đêm không ngủ được nhường như giữa vợ chồng tôi có một khoảng cách rất là lớn dù có nói chuyện cũng chẳng có thể kéo dài lại gần nhau được chồng tôi là con trai thứ trong gia đình anh trưởng đẻ toàn con trai Vậy nên chồng tôi cũng chẳng qua áp lực chuyện phải sinh con nối dõi Về tôi thì tôi thấy rất bình thường Không sốt sắng chuyện sinh con Dù là lấy nhau được 3 năm Nhưng hiện tại tôi mới có 28 tuổi Thanh xuân hẳn còn dài. Chồng tôi năm nay thì mới bước sang tuổi 30 mà thôi Vợ chồng tôi làm hai công việc không liên quan tới nhau Nên cũng chẳng có chủ đề nói chuyện chung căn nhà chúng tôi mua khá rộng quanh ra quẩn vào có ngày vợ chồng chỉ nói với nhau đôi ba câu rồi ai làm việc của người ấy tôi có tâm sự vấn đề này với bạn bè thì các cô bạn nói là nên chiều chồng hơn bằng nhiều phương thức như nấu ăn đi du lịch hoặc thậm chí là chuyện chăn gối tôi cũng làm theo tất cả mọi thứ chỉ là không thấy quá hiệu quả mà bản thân thì hơi gượng ép. Tất nhiên, cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng có những điều tích cực. Đầu tiên phải kể đến với sự nghiệp hai đứa phất lên rất nhiều. Lương tháng tăng, chúng tôi phải lo gì về chuyện tài chính. Không những vậy, chúng tôi còn có thể gửi cho bố mẹ nội ngoại nhiều hơn. Đến khoảng giữa năm ngoái, tôi bắt đầu nhận ra nhiều sự thay đổi từ chồng anh ấy bắt đầu là tự tập thể thao một cách hăng say. Điều này là tốt, nhưng anh ấy lại chẳng biết cân bằng mọi thứ. Sau khi tan sở, chồng tôi đến phòng game, ra sân chơi tennis với bạn tới tận 8 giờ mới về. Còn tôi thì không đợi được cơm. Thành ra, vợ chồng mỗi lúc ăn một thời điểm khác nhau. Điều kỳ lạ cũng chính thời điểm chồng tập thể thao nhiều hơn thì anh đỏm dáng quá để tâm tới ngoại hình đồ tập thể thao của chồng tôi lên tới hàng triệu thậm chí khi anh đi chơi với vợ cũng chẳng diện đẹp như vậy lòng tôi dấy lên những hoài nghi thời điểm đó tôi sợ chồng mình có nhân tình ở bên ngoài và quả thật tôi đã không lập hình như chồng tôi nói chuyện trên mức thân mật với một ai đó qua điện thoại Vài lần tôi liếc qua Có đọc được một vài từ Nhưng chồng tôi rất nhanh tay Và lại anh thông minh Nên chẳng để lộ quá nhiều sơ hở Tới một ngày Sự thật cũng bại lộ Có vẻ như chồng tôi chẳng muốn giấu vợ nữa Hôm ấy Đang giữa đêm Tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ Thì chồng bỗng vào trong phòng Lấy từ tù quần áo một túi đồ Hình như anh đã chuẩn bị trước rồi Cứ ra ra vào vào Tôi hỏi có chuyện gì Thì chồng tôi hồn nhiên đáp Bạn của anh bị tai nạn nhập viện Anh bây giờ phải vào đó chăm Giờ nó chỉ có một mình không ai nhờ vả Chắc sẽ mất vài ngày đó em Em cứ ở nhà nhé Khi chồng chạy ra khỏi nhà Tôi gọi và đuổi theo anh Tuy nhiên Chồng nói tôi không cần đi theo rồi anh nhét vào tay tôi 10 triệu đồng Cuối tuần em ở nhà cứ đi chơi với bạn bè Đi mua sắm nhé Đầu tuần sau anh sẽ về Nói xong Anh lên ô tô đi thẳng Để lại tôi bẽ bảng ở phía sau Và rồi theo như tôi điều tra Ngày hôm sau thì bạn bè chồng đều bảo Là chẳng có ai bị tai nạn hết Hóa ra chồng dựng lên một màn kịch lỏng lẻo này để lừa tôi đến tuần sau đó anh trở về Nhưng tôi cũng đủ hiểu rằng Chồng đã lén lút đi chơi với một người phụ nữ khác Tôi thấy ghê gớm tới mức không dám mang quần áo chồng đi giặt Mà bảo anh hãy tự động bỏ vào máy Chỉ cần tưởng tượng thôi là tôi đã sờn ra gà rồi Một cuộc hôn nhân lạnh nhạt từ hai phía Có lẽ nên đến hồi kết đúng không? Chứ cứ như thế này tôi sợ rằng sẽ mệt mỏi sẽ bảo mòn cơ thể tôi mỗi ngày vâng thưa quý vị và các bạn câu chuyện mà người phụ nữ đã chia sẻ lại cuộc hôn nhân của mình và ngày hôm nay nhất là trong xã hội việt nam của chúng ta rất nhiều cặp vợ chồng trẻ lấy nhau một vài tháng thậm chí vài ngày đã ly hôn nên tôi thấy cuộc hôn nhân càng ngày càng phức tạp vợ chồng ly hôn rất là nhiều và tôi gần đây đã cập nhật chia sẻ với mọi người những câu chuyện ngắn đa số nói về những cặp vợ chồng đều cay đắng và xót xa tại vì toàn là những câu chuyện buồn. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Trong thời gian gần đây, lúc nào cũng luôn đồng hành, cũng như là ủng hộ, đóng góp cho kênh của tôi. Tôi cố gắng săn tìm, cập nhật để chia sẻ đọc cho quý vị trong và ngoài nước những câu chuyện hay hơn nữa để mong quý vị luôn luôn theo dõi cũng như là ủng hộ. Thưa các bạn, những câu chuyện thì có chuyện này, chuyện nọ. Đa số là nói về những cặp vợ chồng trẻ, rồi nói về mẹ chồng nàng dâu, là con rể mẹ chồng, vân vân và vân vân. Nên rất phức tạp cho mỗi gia đình Ít cập nhật được những à được những câu chuyện là đầy ấm áp hay tình thương bao la. Đa số tôi cập nhật là những câu chuyện khá đau lòng. Nên quý vị cũng được là đón nhận và cũng chia sẻ cũng như là góp ý cho tôi. Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Hẹn mọi người những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào. Tạm biệt.